Xin chào các bạn nhá. Mình hôm nay mình đã mang lên nhà chú Thuận đây hai cái cánh để làm. Cái cánh này thì mình sẽ làm một cái lò săn bằng thân gỗ chắc cho mình. Đó. Còn cái cánh này thì làm cho ông anh của mình. Chú cái cánh này đẹp không chú? Cái này được. Cánh này Hồng bảo gác bếp 25 rồi đấy. Thì mình sẽ làm vào cái thân gỗ chắc nhé, gỗ chắc đỏ đen của anh Phú. Đây thì anh bảo được con ngựa thì hôm qua chú Thuận chú ấy phác họa cái con ngựa cả một đêm đây này. Cái này phác họa là như nào chú? Phác họa là mình suy nghĩ xong vẽ ra thôi. Cháu biết rồi nhưng mà kiểu thế nó À, thế nó đang phi. đâu, chú diễn tả cháu xem nào. Đấy, đây là chú vẽ ra Cái trước. này con ngựa đang phi. Đang chạy, Anh đang chạy à? phi, đang phi đấy. Nó đang đi phi để làm gì chú? Phi để phi trên đồng cỏ thôi. À, phi đồng cỏ. Nó vui này. Nó thoải mái này, tức là nó không có cái gì để suy nghĩ cả. Tiền tài có hết rồi, đủ hết rồi, bây giờ nó phi, nó nghịch. Nhá các bạn nhá, chú Thuận chú ý phác thảo con ngựa ra đây. Sau thì sẽ làm cho cây chắc này. Cái cánh mình đã tuyển rồi thì cái này sẽ cho vào đây, Đấy, cho đến chỉ được cái này thôi. Đấy. sẽ vào cái thân, nhưng mà sẽ phải thu nhỏ nó lại chứ chú nhỉ. Không phải thu nhỏ đâu, nó không thu nhỏ là con này nó sẽ thu nhỏ thì nó không ra được. Đây Thiếu này. chân kiểu gì chú? Chân thì coi như thôi thôi, thế này thôi. Nếu mà nó không được, nó không nhỏ, nó chỉ hết nên được kiểu này thôi. Đây này, nó sẽ được cái chân này. Đấy, thế thôi. Quan trọng nhất là cái thần thái, cái mặt kìa, cái Đấy, đầu ngựa này này, cái này cái ngực cái cái này ngực này là một này, từ cái này. phần này nên là phải phải thần thái đấy, Đấy là thần thái mà. từ cái lông này cho đến Đấy, cái cái này là phải màu của thần thái nó. Đấy. 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 Sẽ làm cho anh Nó có lông mao của nó. cho anh Phú nhá. Đấy. Sắp lên, sắp chuẩn bị làm rồi nên phải chú ý sẽ phác họa lên này các bạn ạ. Cái cánh này thì ông cứ để cái phần đen ở mặt 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 ngoài này cho nó đẹp ông ạ. Không biết có loại đen này nó cưới ra không, Nó không tính kiểu gì nữa, là đen này cũng vẫn để được vẫn cái để loại được đen này. Người ta muốn được đen bóng này thì người ta sẽ quét một lớp sơn thật à? mịn đầu tiên, từ lúc còn tươi ấy, thật mịn, xong người À ta mới để trên gác bếp. Người ta có cái kiểu của nó, người ta sẽ hong ngửa lên này. Đấy, hông ngửa lên thế này để cho nó màu màu cánh gián, rồi xong là cho cao dần cao dần cao dần cao dần cao dần à, cao lên, cao cao lên đấy, này, thì nó bắt đầu nó mới dính, nó mới mịn. Còn cái này hơi xù xì như này nó cũng được. cái xì cũng được đúng không? Cũng được, mình sẽ đánh giáp lướt Và đi. thế ông đánh giáp lướt đi Đấy. nhẹ thôi nhé, Cái này nó không biết khuẩn đấy, cho nên là để phần đen này nó mới để trên gác bếp mà cái đen này nó không biết làm, nó không bóng đâu, nó có toàn da cóc cái đẹp. này. Đấy. Cái này nếu mà muốn làm thì phải xử lý ngay từ lúc đầu. Lúc đầu đấy. Còn cái thân này thì ông xử lý cho con cái 3 lần nhá, 3 lần nước cho nó đẹp, cho bóng À, cái kia không lo đâu. nhá ông nhá. Cái kia là chắc chắn rồi. Cái gỗ này nó không cong vênh gì nhỉ, Hết con rồi. hết cong thật, để vứt nắng mưa bao nhiêu mà sợ thật. Còn đây là cái cánh mình sẽ, Cái này dài thoải mái. cái này mình sẽ làm cho cái cây cây của mình đấy, cây săn 3 hay là 44 đấy, bởi vì có bắn rồi. 44 đi nhỉ, 44 488 đi cho đẹp. đấy. 44 hay là 45. Cái cánh này mình sẽ làm theo kiểu phong cách cổ ngày xưa đó, cái cổ ngày xưa sẽ làm trên cái thân cây. Cái thân cây mình cũng đã, cái này mình làm cho mình nên mình sẽ làm theo theo kiểu ngày xưa, không như như kiểu kiểu bây giờ anh em ạ. Đấy, 44 là cứ suy nghĩ lại đi. 44 là nếu mà theo quan niệm về con số ấy, thì là hai chữ hai, hai 44 là hai chữ tử. À Nó là hai chữ tử. Nhưng mà nỏ thì thường thường người ta làm tử. Tử thì coi bắn là chết luôn, hoặc là mà là chết luôn. Tử hoặc là tử sinh, tức là 45. 45 Đấy.
Từ sinh sinh tử đấy. Ừ. Đấy, 44 45. Còn 43, 43 thì là tử tài. Nói chung là cái này nó cũng không quan ấy đâu, quan trọng là Đấy nên nó là con cái quan niệm kiểu đấy không không là ôi rồi biết thế làm rồi nó nhiều người họ bảo con số như thế đấy. tại vì mình cộng hai đầu cánh vào mà, có phải là một bên cánh đâu, đúng Đấy, không? nếu cùng hai đạp cánh ngoài thì nó Là lại 88. 88 thì nó lại cái gì nhỉ? Nhưng mà theo ông là cái này lên lên làm cánh dài bao nhiêu? Cho nên đang bảo này, đang này này. 45 hay là 45 hay là 45? Đây, đây này là đang 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 nói với con này. Nhất mãi tài tử sinh lộc thất phát, hai con tám là hai con phát. Là thế là 88 đúng không? 88 là Mỗi phát, mỗi mỗi bên mỗi bên cánh là 44. 44 là nếu mà cùng vào thì coi như là thành hai con phát, tức là phát tài phát nữa. Đấy cũng Hai con được, phát. hai con phát. Đây là số điện thoại của mình nhé, Cường Vincom. Cái này mình lấy ở tận trong Mường La. Đây là cái tre để làm gì đây ông? Cái tre nó bảo đây thằng Toàn đêm hôm qua đùng đùng mang cái hai cái tre này về bảo Toán để chứ. đây làm nỏ cho nó, nhưng mà bao giờ được đấy, còn hỏi thế nữa Dày đẹp nhỉ. thì bao giờ được đấy, phải năm sau chứ cái gì đâu, Cái này phải năm sau mới làm được. năm sau là làm nhanh đấy. Năm nhanh, năm sau nữa còn lệch còn lâu, xử lý còn lâu lắm. Cái này nó chỉ được 5 cánh Nhưng thôi. mà được cánh đẹp nhỉ ông nhỉ? Cái này có khả năng đẹp, Dày, cái dày này là dặn. luồng Thuận Châu. À, cái này ở bên Thuận Châu à? Đây là cái cánh này đẹp này, dày dặn. Nó cũng tương đương với cái kiểu con đấy nhỉ. Nhưng cái này chắc phải lâu. Ông ấy làm 5 cái cơ. Coi như mỗi mỗi cái nỏ thì ông chỉ đóng rẻ thôi, hai cái nỏ à, ba cái nỏ thì đóng rẻ, mỗi cái 300 thôi. Phí cánh đấy nhỉ, không bằng cái cánh nhé con Còn mua. hai cái ông bảo là định đóng chuẩn cho ông ấy, mà ông còn muốn mỗi cái 500 đóng chuẩn, nhưng mà làm gì chuẩn được, thế là đấy cứ đóng hàng chung đi là 800 một cái. Nha các bạn nha, thì mình sẽ triển khai con ngựa này trong sớm cũng sớm thôi. Đó, con ngựa chú Thuận chú vẽ ra. Tại vì cái này nó không đủ đất nên chú không làm con ngựa nó hí cao. Tại vì cái đất đất của cái thân nỏ thì Thì nó 6 phân rưỡi đến 7 phân 6 thôi. phân rưỡi 7 phân thì nó Thì sẽ rất phải làm khó. như thế này. Nếu mà nó Nếu cao mà ấy thì cái con nhỏ ngựa nhỏ ngựa nó quá hí thì mới không ấy. con ngựa hí hí lên thì nó sẽ cao và đẹp hơn. Vượt hết cái gì nữa. Nó sẽ Đã. vượt hết. Ừ, đấy, nó sẽ vượt hết thì nó mất cái đầu. Mất cả chân nữa nên Nó sẽ được con nhỏ tí thì nó giống con dế mèn. nếu mà làm nhỏ thì nó giống con dế mèn quá nhỉ. Thì hình như là anh ấy đục một con anh Phú này đục một con ngựa một con rồng hay sao ấy. Một bên là ngựa bên là rồng. Đấy. Rồng ngựa. Đó các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Chúc các bạn vui vẻ. Các bạn đừng quên hãy ấn đăng ký kênh để nếu yêu thích cái bộ môn nỏ này thì mình sẽ làm video tiếp theo để cho các bạn xem và chiêm ngưỡng những cây nỏ chất lượng của nghệ nhân Lò Văn Thuận. Bây giờ mình xin phép được kết thúc video nhá. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nhá.